thể anh nói tủy tới bây giờ tới số xong mà muốn coi được một cái bất thường bẩm sinh, một cái bất thường thì đầu tiên phải coi được cái bình thường. Muốn coi được cái bất thường thì đầu tiên phải coi được, phải biết được cái bình thường. Cái hố sau nó gồm có cái gì? Cái hố sau nó được gồm có cái thân não và tiểu não. Giới hạn phía dưới của nó là cái lỗ chậm. Giới hạn phía trước của nó là cái dốc yên, là cái clitoris. Phía sau là xương chậm. Và giới hạn bên trên của nó là cái lều tiểu não. Và trong hố sau nó sẽ bao gồm cái thân não cũng cầu não hành tủy và cái bán cầu tiểu não. Tiểu não thì nó sẽ có hai bán cầu tiểu não, ở giữa hai bán cầu tiểu não nó có cái cấu trúc nó gọi là cái thùy nhầm, cái vẹt bis của tiểu não. Cái vẹt bis này nó rất quan trọng, những cái bất thường bẩm sinh hổ sau chúng ta sẽ đi. Đầu tiên là chúng ta sẽ coi là có cái thùy nhầm hay là không. Yeah. Trên cái mặt cắt sai phan đường giữa, ngay đường giữa thì đây là cầu não, đây là cái vùng hành tủy, đây là cái cuốn đại não à, thì đây là não thứ tư. Và cái chỗ này chính là cái gạch mít, cái thùy nhầm. Cái gạch mít này nó sẽ có hai phần. Cái phần bên trên là primitive, là cái phần gạch mít nguyên thủy. Và cái phần phía dưới là secondary, là phần gạch mít thứ phát. Ở giữa hai đó nó có một cái hầm, nó là cái đại nguyên thủy. Và cái gạch mít là nó giới hạn sau của cái não thứ tư. Trên mặt cắt sai tan ngay giữa thì não thứ tư nó sẽ có hình tam giác như thế này. Khi có một cái gạch mít bình thường thì não thứ tư sẽ có hình tam giác. Và trên mặt cắt axial cắt ngang, cái gạch mít của nó sẽ lồi vào trong não thứ tư, do đó cái não thứ tư nó sẽ có hình hạt động. Não thứ tư sẽ có hình hạt động phía sau này, và cái gạch mít, cái thùy nhầm nó lồi vào trong lòng của não thứ tư, và đây là cái vị trí của gạch mít. Và trên cái mặt phẳng coronal thì ngay đây là hai bán cầu tiểu não, đây là hai bán cầu tiểu não, thì cái gạch mít nó nằm ngay giữa hai bán cầu tiểu não, và đây là cái vị trí của gạch mít. Đây là cái vị trí của gạch mít của cái hạt nhân, cái thùy nhầm tiểu não. Và chúng ta hiếm không thấy được hai cái cuốn tiểu não trên, vì cái vẹt mít này nó nằm giữa hai cái cuốn tiểu não, nằm sát giữa hai cái cuốn tiểu não trên. Do đó trên mặt cắt coronal hầu như chúng ta không thấy được hai cái cuốn tiểu não trên. Khi thấy được rõ hai cái cuốn tiểu não trên là có vấn đề. Khi nhìn một cái hố sau thì chúng ta coi cái gì? Chúng ta phải coi là có cái thùy nhầm hay là không. Rồi hình dạng của não thứ tư, rồi hình dạng của thân não cầu não, rồi các bể về não tủy vùng này. Và đối với cái não thức, cái hố sau thì đây, cái chỗ này nó gọi là cái hạt nhân tiểu não. Hai bán cầu tiểu não nó sẽ có hai cái hạt nhân tiểu não hai bên, và phía trên này nó là cái vẹt mít. Thì cái hạt nhân tiểu não này nó phải nằm trên lỗ chậm, hạt nhân tiểu não nằm trên lỗ chậm. Rồi đó là cái cấu trúc bình thường. Khi một cái bất thường bẩm sinh của tiểu não, cái bài này tôi soạn lại khác những bài năm trước, bài mới không. Đối với một cái bất thường bẩm sinh của tiểu não thì khi chúng ta sẽ chia làm hai nhóm, là nó có cái gạch mít hay là không có gạch mít. Do đó khi mà nhìn vô, khi mà coi của mình nói về coi bất thường bẩm sinh của hố sau là nhìn tìm vào coi là nó có thùy nhầm hay không có thùy nhầm. Nếu nó không có thùy nhầm thì nó sẽ là bất thường dạng Van Leeuwenhoek, hội chứng Joubert và Crohn's sclerosis. Đó là ba cái này. Khi mà không có cái hạt nhân tiểu não thì nó sẽ nằm một trong ba cái này. Nếu có hạt nhân tiểu não, nếu hạt nhân tiểu não xin lỗi, có cái thùy nhầm của tiểu não, có thùy nhầm của cái gạch mít thì có thể là một cái nang hoàng dạng, có thể dạng lớn bể như mắt na, hoặc bất thường Chiari. Chiari thì nó có cái gạch mít, hoặc là hiểu sản teo tiểu não hoặc làm sản tiểu não. Đối đầu tiên là cái bất thường Van Leeuwenhoek. Van Leeuwenhoek bất thường bẩm sinh nào cũng là một trong bất thường bẩm sinh của hố sau thường thấy. Thì cái bất thường Van Leeuwenhoek, cái tên của nó là cái Van Leeuwenhoek complex. Trong cái Van Leeuwenhoek complex này nó sẽ chia là bất thường Van Leeuwenhoek, Van Leeuwenhoek malformation và Van Leeuwenhoek
biến thể Vanayan, nó là năm yếu cơ biến thể. Thì cái năm yếu cơ điển hình thì nó nằm trong cái năm yếu cơ malformation. Nó gồm có cái gì? Cái chính của nó tiểu sản hoặc bất sản tùy dập, bao nhiêu công tùy dập. Não thứ tư giãn rất là rộng, não thứ tư giãn rất là rộng, tiểu sản tiểu não một bên hoặc hai bên, hố sâu giãn rất là rộng, hố sâu giãn rất là rộng, và cái lều tiểu não nó bị phình lên cao, cái lều tiểu não nó phình cao. Và thêm một cái yếu tố nữa, người ta gọi cái hồ lưu Eosin. Hồ lưu Eosin là hồ lưu của hai cái xoang ngang và của cái xoang cái mặt chọc trên. Thì đó là cái hồ lưu Eosin, thì trong trường này cái hồ lưu đó sẽ nằm vị trí cao hơn, cao bình thường. Thì đó là trong cái trường hợp tăng yếu cơ điển hình. Trong trường tăng yếu cơ điển hình như vậy á, thì phía sau đó là cái ngang dịch rất là lớn, và cái thân não này nó bị chèn ép ra trước, và cái thân não sẽ nằm sát cái dốc yên, cái clivus. Đây là cái dốc yên, đây là clivus, đây là bể dịch trước thân não. Đó là cái năng yếu cơ điển hình. Còn cái năng yếu cơ Vanayan là nó cũng là một cái dạng của năng yếu cơ, nhưng mà cái tổn thương nó nhẹ hơn. Nó chỉ có thể là cái tiểu sản tiểu não, tiểu sản của cái bạch huyết, cái não thứ tư cũng giãn rộng, có thể kèm theo một cái tiểu sản tiểu não, nhưng mà cái hố sâu nó không có rộng, và cái lều tiểu não nó nằm vẫn nằm ở vị trí bình thường. Nghĩa là mức độ tổn thương của cái dạng Vanayan nó sẽ nhẹ hơn so với dạng complex. Và trong cái dạng Vanayan này thì cái thân não nó nằm ở vị trí bình thường, chứ thân não không bị chèn ép ra trước sát cái clivus. Và trong cái năng yếu cơ Vanayan này nó sẽ kết hợp với nhiều bức tường khác ha. Ở đây thì có nói não bóng thủy, rồi bức tường thể chai, bức tường chất xám. Chất xám là chỗ có biệt năng. Thì đây là những cái bức tường phối hợp trong cái dạng năng yếu cơ. Ví dụ trường hôm nay các anh chị thấy cái lều tiểu não bị đẩy lên rất là cao này, đúng không? Ở đây bình thường đây là một cái bán cầu tiểu não, bên này là cái bán cầu tiểu não thứ hai, nó nhỏ xíu à. Hai bán cầu tiểu não này nó đều bị tiểu sản hết, nhưng bên trái bị tiểu sản nặng hơn bên phải. Bình thường phía sau này nó phải có cái bạch mít, trong trường này nó không có bạch mít luôn, nó không có bạch mít, không đập từ trong não thất BM đi ra. Thân não bị ép sát ra trước, nằm sát cái clivus, như là cái clivus phía dốc yên. Lều tiểu não bị đẩy lên rất cao, dạng lớn đã thứ tư thân ra ngoài, thì và kết hợp với là một cái não ung thủy tầng trên lều. Thì đây là một cái trường hợp một cái tăng huyết quốc cơ công tác điển hình, công tác đó là nhẹ, công tác. Và trường hợp này mức độ nó nhẹ hơn, cái lều tiểu não cũng bị đẩy lên cao như thế này. Đã thứ tư cũng giảm, cũng không cái này một chút xíu cái tùy nguyên phát của tiểu não nó còn, tùy nguyên phát của bạch huyết của cái tùy dọc nó còn. Và cái khúc như này, đây là cái cống não thấp, đây là cái lạc tan, và thông ra phía sau. Thì trong trường này nó là cái dạng, và cái thân não nằm vị trí bình thường, nó không bị ép sát ra trước, nghĩa là nó không có xóa cái bể dịch não tủy trước cầu não. Thì trong trường này nó là tăng yếu cơ Vanayan, là một cái dạng nhẹ của tăng yếu cơ malformation. Và trong trường này nó kèm theo não ung thủy, thì cái não ung thủy này người ta đã dẫn lưu rồi. Thì đây là cái dạng bất thường bẩm sinh của tăng yếu cơ của hố sâu. Còn cái megacyst này chúng ta là cái bể dịch não ung thủy mắt na phía sau, nó là dạng lớn thôi. Thì trong trường này nó chỉ là một cái độc ban Vanayan, chứ nó không hẳn là cái bất thường bẩm sinh. Còn cái nang bằng nhện, cái nang bằng nhện ở hố sâu, nang bằng nhện có thể nằm ở bất kỳ vị trí nào trong hộp sọ, có thể ở tầng dưới lều, có thể nằm tầng trên lều, có thể góc cầu tiểu não, và có thể trong não thất cũng có thể một cái nang bằng nhện. Cái nang bằng nhện đó là một cái ổ dịch khu trú, và nó được bao bọc bởi một cái màng nhện, và cái tế bào của cái thành nang đó, đó là những tế bào của cái màng nhện màng nuôi, tế bào của màng nuôi, và tế bào này nó có khả năng tiết dịch, có khả năng tiết dịch, cho đó một cái nang bằng nhện nó có thể lớn lên theo thời gian, và nó có thể gây hiệu ứng chó chỗ. Một cái nang bằng nhện thì sẽ có hai dạng, một cái dạng bẩm sinh hoặc là một cái dạng mắc phải.
một cái năng lượng bẩm sinh là nó có từ trong bào thai rất là lớn đó, và nó có thể trẻ. Thì thường thường một cái năng lượng bẩm sinh như vậy thì nó sẽ kèm, nó nằm ở vị trí nào thì sẽ kèm theo thiểu sản nhu mô não tùy đó. Ví dụ một cái năng lượng lớn nằm trong cổ thái dương thì sẽ kèm theo thiểu sản của một cái tùy thái dương ở cùng bên đó. Còn một cái năng lượng thứ phát, cái năng lượng thứ phát là một cái di chứng của một cái viêm màng não. Sau khi một cái viêm màng não thì nó sẽ viêm dính cái màng nhện, nó tạo thành một cái nang dịch, và cái nang đó nó cũng lót bởi những tế bào của cái màng nuôi, và nó cũng chứa dịch não tủy ở trong đó, và nó cũng tăng, có thể tăng thể tích lên. Trên hình ảnh nó là một cái tổn thương dạng nang ngoài trục, một cái tổn thương dạng nang ngoài trục, và nó luôn luôn là gì, đồng đập đột với dịch não tủy trên CT và cùng tín hiệu với dịch não tủy trên MRI trên tất cả các chuỗi xung, tùy bản chất nó dịch là tương tự dịch não tủy và nó không có bắt hút tương phản, và nó không có bắt hút tương phản. Cái thằng của nó có thể bắt hút nhưng mà không có một cái nốt tổn thương mô nào bắt hút hết, nhưng cái thằng của nó đặc biệt nó là cái màng dày và màng dày thì bình thường nó bắt hút, và cái thằng của nó có thể bắt hút và nó có thể gây một cái hút trái chiều. Ví dụ trường này các anh chị thấy đây là cái lân não đây, đây cái tiểu não đây đó. Và có một cái nang dịch rất là lớn, một cái nang dịch rất là lớn nằm ngay vị trí này, đây là cái lều tiểu não. Cái nang dịch này nó chèn ép vào cái tiểu não, để là cái dịch tiểu não xuống dưới chèn ép vào cái lân não, đây là cái nang dịch, và nó chèn ép vào cả cái lòng cách tâm, cái mạch não sinh tư và cái cống não thấp nên nó gây một cái nặng tủy trên lều. Thì đây là cái nang dịch nặng, nang màng nhện ở tầng dưới lều nằm sát dưới lều tiểu não, chèn ép vào thân não và tiểu não. Trường này cũng là một cái nang màng nhện rất là lớn sau hai móng cầu tiểu não, chèn ép, nó chèn ép tiểu não, chèn ép thân não và nó gây não tủy tầng trên lều. Đặc điểm của nó là đập đột dịch tương tự dịch não tủy và không bắt hút tương phản, không có nốt tổn thương bắt hút tương phản. Còn cái thành của nó có thể bắt hút tương phản nhẹ, tại vì cái màng nhẹ có tính chất bắt hút tương phản. Vậy đó, đối với một cái tổn thương dạng nang ở vùng hố sâu, khi trên CT hay còn vùng tử các anh chị thấy một cái tổn thương dạng nang ở cái vùng hố sâu, nếu có tiểu não, có cái bất thường tiểu não hay không, bất thường tiểu não là có ví dụ tiểu sản tiểu não như là không có cái gạch mít, không có tự nhập thì nó nằm trong cái nhóm năng hiệu cơ. Còn nếu có hiệu chấn chỗ không, nếu có hiệu chấn chỗ thì nó sẽ nằm ngang ngang hoàng dạy. Còn cái megaprosis đẹp thì nó sẽ không bị hiệu chấn chỗ, tại vì cái megaprosis đẹp nó chỉ là một cái nọc mang ra cái xoang, cái bể dịch bắc nang nó lớn hơn bình thường, nó chứa dịch thôi chứ nó không gây hiệu chấn chỗ. Nên không gây hiệu chấn chỗ thì có thể là một cái megaprosis đẹp hoặc một cái nang màng nhện nhỏ, nó không gây được. Còn nếu có hiệu chấn chỗ thì nó là một cái nang màng nhện, đó là bất thường vật dạng nang ở cái vùng hố sâu. Cái tiếp theo không có cái gạch mít, không có gạch mít đầu tiên đó là nang hữu cơ. Tiếp theo thứ hai là không có gạch mít, nhưng trong trường hợp này não thứ tư không giãn và không thông ra phía sau, cái nang hữu cơ là không có gạch mít, não thứ tư giãn rộng thông ra phía sau. Còn trường hợp này không có gạch mít nhưng não thứ tư không giãn không thông ra phía sau, thì nó có sẽ có hai cái hội chứng Joubert, cái hội chứng Joubert và cái Roman sclerosynthesis. Cái hội chứng Joubert là gì? Đơn giản hội chứng Joubert là không có gạch mít, không có cái tùy nhập và hai cái bán cầu tùy não nằm sát với nhau, hai bán cầu tùy não nằm sát với nhau. Còn trong cái Roman sclerosynthesis là không có tùy nhập và hai bán cầu tiểu não nó dính với nhau, hai bán cầu tiểu não dính với nhau từ trước ra sau, nó tạo thành một cái vòng tròn, nó tạo thành một cái vòng tròn, thì đó là Roman sclerosynthesis. Còn cái Joubert là hai bán cầu tiểu não nằm sát nhau nhưng mà nó không có cái tùy nhập. Và cái đặc hình đặc trưng của cái hội chứng Joubert là cái dấu này, cái dấu răng cối nó tạo bởi cái gì, đây là cái thân não và đây là hai cái
cuốn tiểu não trên. Bình thường hai cuốn tiểu não trên là hơi xéo và ở giữa nó là cái vạch mis đó, chúng ta không thấy rõ được hai cuốn tiểu não trên. Trong trường này không có cái vạch mis nên hai cái cuốn tiểu não trên nó kéo dài ra và nó giống như hình của cái răng cối, nên cái dấu hiệu của nó là cái dấu hiệu răng cối, dấu hiệu điển hình của cái hội chứng su bẹt. Trong hội chứng su bẹt nó có những cái dấu hiệu, đây là cái dấu hiệu răng cối, còn bên kia đây là cái dấu hiệu của cánh nhơn. Cái cánh nhơn là sao? Bình thường đối với cái đạo thức tư nè là chúng ta có cái gì là hình hạt động, là hình hạt động do phía sau này đó là cái vạch mis nó lồi vào trong lòng. Còn trong trường hợp này các chị thấy có vạch mis không? Không có vạch mis, và đây là hai cái bờ chất xám của hai cái cầu điện não, nó tạo thành một hình giống như hình cong thế này, cái thành nguyên thành đạo thức tư như thế này ha. Và cái thằng sau của nó là giống như hai cái cánh đây này, gọi là cái dưới cánh dơi. Còn bình thường nguyên cái nào thất tư nó cong như vậy và xuống dưới nó cong tròn lên ra cái sau còn xuống, đó là hạt động. Thì cái dấu hiệu này người ta gọi là dấu hiệu cánh dơi. Còn cái dấu hiệu này có thể gọi, người ta gọi cái hình số 7 của cái não thất tư. Các chị thấy não tư bình thường nếu mà nó có cái đặc mis thì não thất tư là tam giác, là hình tam giác. Trong trường hợp này không có cái vạch mis, không có vạch mis nên cái đây, cái này chính là cái cuốn tiểu não trên này, nó nằm ngang. Cái đây là cuốn tiểu não trên và đây là vị trí cuốn tiểu não trên, nó xéo xuống thì giống như hình số 7 của cái não thất tư. Rồi trên cái colo các chị thấy rất rõ được hai cái cuốn tiểu não trên. Bình thường ở giữa này nó là cái vạch mis thì chúng ta không thể nào thấy được rõ hai cái cuốn tiểu não trên đấy. Và trong trường này chúng ta thấy rõ hai cuốn tiểu não trên, thấy cái dấu hiệu của cái răng cối. Và trong tất cả những dấu hiệu này thì cái dấu hiệu điển hình nhất mà dễ thấy nhất là cái dấu hiệu răng cối. Thì trong trường này đó là cái hội chứng su bẹt. Một trường hợp khác ha, trường hợp này đây cũng là cái dấu hiệu răng cối, rồi cái chân răng này không được dài cho lắm, cái chân răng nó ngắn hay dài là tùy thuộc vào cái mặt cắt của mình nữa. Nếu cái mặt cắt của mình nó đi theo cái hướng của cái chân răng, cái cuốn tiểu não trên thì chúng ta sẽ thấy nó dài ha. Và cũng đây là cái dấu hiệu răng cối. Và đây các chị thấy hai cái mép này là hai cái mép của hai bắp đùi tiểu não nằm sát với nhau. Bình thường ở giữa này nó phải có cái thùy dập nằm ở giữa, chứ không thể là hai mặt trong của hai bắp đùi tiểu não nằm sát nhau được. Và đây cũng là cái dấu hiệu số 7, đây là cái đường ngang này chính là cái cuốn tiểu não trên, nó tạo thành hình số 7 của cái não thất tư. Và đây là hai cái cuốn tiểu não trên, chúng ta thấy rất là rõ. Bình thường ngay cái vị trí ở giữa này nó phải có cái vạch mis, chứ không thể là hai cái mép của hai bắp đùi tiểu não nằm sát với nhau. Như vậy quay lại cái hình ban đầu. Đây là cái vạch mis, đây là cái vạch mis nằm ngay giữa này. Đây cái vạch mis nằm ngay giữa. Đây là hình tam giác. Đây là cái vạch mis nằm ngay giữa. Cái vạch mis nằm ngay giữa. Đó, trường hợp này điển hình của hội chứng su bẹt. Còn trong trường này các chị thấy gì? Các chị thấy gì? Tự nhiên tại sao cái chất xám nó băng từ bên phải qua bên trái, băng từ trái qua phải, nó liên tục vậy đó. Bình thường đây là tiểu não đây ha, đây là cái phần con này, phần nguyên cái phần tiểu não đây, nguyên tiểu não đây. Tự nhiên là chất xám nó liên tục từ bên này qua bên kia, thì đây là trường hợp là dính hai bán cầu tiểu não. Mà hai bán cầu tiểu não dính với nhau như vậy thì làm gì có được cái vạch mis, thì vạch mis nó nằm giữa hai bán cầu tiểu não. Và trong trường này không có vạch mis và hai bán cầu tiểu não nó liên tục với nhau luôn thì đó là rhombosynapsis. Chúng ta sẽ thấy
cái não, cái điển hình, nếu mà điển hình hơn được á là cái não thứ tư là sẽ hình tròn, não thứ tư nó sẽ hình tròn, và chúng ta thấy liên tục cái vỏ não, vỏ tiểu não vỏ từ bên này liên tục qua bên kia, nó liên tục từ bên này qua bên kia luôn. Và trường hợp này nó kết hợp với là cái lạc chỗ chất xám, lạc chỗ chất xám thành mặt tóc. Cái phần lạc chỗ chất xám thì qua cái phần trên đều về cho nó cái gì, cái này là rumor cellulosis. Rồi đó là cái nhóm mà trên hình ảnh chúng ta không thấy được cái từ nhập thì sẽ làm vậy. Còn bình thường qua cái nhóm này nó có từ nhập, nó có từ nhập thì một trong những bất thường thường gặp đó là nó gọi là bất thường dạng Chiari. Cái nguyên tắc của Chiari là gì? Cái nguyên tắc của bất thường Chiari là cái thể tích tố sâu nó nhỏ. Khi mà thể tích tố sâu nó nhỏ thì nó ta ép vào cái mà nó chứa trong lòng của nó, nó ép vào cái chứa trong lòng đó thì cái thành phần chứa ở trong lòng nó của tố sâu nó sẽ kéo dài ra. Nó kéo dài ra thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ chui xuống dưới qua cái lỗ chậm. Là do cái thể tích của hố sâu nó nhỏ, nó ép nhỏ vô thì cái thân não và cái tiểu não sẽ kéo dài ra. Ha. Thì trong đó nó sẽ có 3 dạng, Chiari 1, Chiari 2 và Chiari 3. Cái Chiari 3 này thì không có chẩn đoán hẳn, tại vì nó sẽ nói xong. Đây là bình thường, đây là một cái cấu trúc bình thường của cái hố sâu. Các chị thấy nguyên cái khúc này là cái hạt nhân tiểu não đây, cái xin lỗi, cái này là cái đặc nguyên cái cấu trúc này, cái đặc ha, cái hạt nhân tiểu não là cái vị trí này và đây là cái lỗ chậm. Bình thường thì cái hạt nhân tiểu não này nó không chui qua lỗ chậm 3 mm, cái bờ dưới hạt nhân tiểu não nó sẽ không chui xuống qua khỏi lỗ chậm trên 3 mm, và cái hình dạng của nó sẽ là vòng tròn đều. Nếu cái hạt nhân tiểu não này nó chui xuống dưới qua khỏi dưới hạt lỗ chậm trên 5 mm, và lúc đó cái hạt nhân tiểu não này nó không có tròn mà sẽ nhọn, nó sẽ biến dạng là nó nhọn, thì lúc đó nó nằm trong cái nhóm Chiari, nằm trong nhóm Chiari. Thì cái khi mà hạt nhân tiểu não này nó chui xuống, nó chèn ép vào cái hành tủy, mà nó chèn ép vào hành tủy thì nó chèn ép vào cái thằng sau của não thất 4, nó chèn vào thành sau của não thất 4 thì nó sẽ làm tắt sự lưu thông dịch não tủy từ trong não thất 4 ra ngoài, do đó nguy cơ sẽ là một cái não tủy. Cái thứ hai là cái hành nhân tiểu não này nó chui xuống này, nó chèn vào cái hành tủy, và trong lòng tủy này có cái ống trung tâm tủy. Ống trung tâm tủy cũng là cái đường dẫn lưu của dịch não tủy. Khi nó chèn ép vào cái hành tủy thì cái đường dẫn lưu này nó bị tắc nghẽn, do đó nó sẽ bị rỗng ống trung tâm tủy là hemodialy. Và cái bất thường của cái Chiari 2 này, à xin lỗi, bất thường Chiari 1 này là phát hiện ở trẻ lớn. Chiari 1 là phát hiện trẻ lớn, biểu hiện của nó là gì? Là vẹo cổ, là nhức đầu kéo dài, là đau cổ. Nhức đầu vùng chậm kéo dài và đau cổ và vẹo cổ. Đó. Có thể liệt các dây thần kinh sọ não nhớ chèn ép, và có thể làm mất rối loạn cảm giác ở hai tứ chi hoặc là hai chân dưới, hai chi dưới, do cái tình trạng là rỗng hemodialy, rỗng lòng ống sống, nó gây ra một cái rối loạn về cảm giác. Đó. Trong cái đó có thể kết hợp với những bất thường của cái bản lề chậm cổ. Đây là một trường hợp điển hình. Và các chị thấy sao? Hạt nhân tiểu não nó chui xuống dưới này, đây là dưới hạt của lỗ chậm, hạt nhân tiểu não chui xuống dưới. Và lúc này cái hạt nhân tiểu não nó sao? Nó nhỏ chứ nó không có tròn, bo tròn như bình thường nữa. Do đó khi mà các chị coi một cái CT hoặc cái MRI, nhất là các chị coi CT thì tôi luôn luôn nói với các chị là cái lát cắt cuối cùng thấp nhất là phải coi được cái lỗ chậm. Cái lát cắt thấp nhất các chị phải coi là coi ở cái vị trí lỗ chậm. Tại vì khi cái lát cắt cuối cùng đi ngang qua vị trí lỗ chậm, chúng ta bình thường chúng ta chỉ thấy được cái hành tủy và xung quanh cái hành tủy đó là dịch não tủy. Còn nếu cái lát cắt thấp nhất cuối cùng mà qua lỗ chậm mà chúng ta thấy nó đặt hết cái lỗ chậm, đặt hết lỗ chậm và không thấy cái dịch não tủy xung quanh hạt tủy thì coi chừng có cái sự phát vị của hạt nhân tiểu não xuống dưới. Đó là luôn luôn coi như vậy ha. Và đây là trên cái MRI chúng ta thấy rõ. Và trong trường này Chiari 1 chỉ đơn thuần là có cái hạt nhân tiểu não nó nằm thấp, nó chui xuống thôi. Còn
cái não thứ tư vẫn có hình dạng tam giác bình thường và nằm ở vị trí bình thường. Não thứ tư ở vị trí bình thường là sao? Não thứ tư bình thường là khi các anh chị kẻ một cái đường từ cái giường sau phố Yên qua tới cái ổ chấm trong. Cái ổ chấm trong, cái ổ chấm trong là cái bị bám vào của cái đều tiểu não. Các chị kẻ một cái đường ngang này qua, và cái đường ngang này nó cắt qua não thứ tư, thì não thứ tư là ở vị trí bình thường. Nếu cái đường này nó cắt qua một cái não thứ tư nằm dưới đó, là não thứ tư nằm ở vị trí thấp. Đây là điển hình một cái trường hợp kia đi một. Và đây nó cũng xuống, cũng là một cái đường đi ngang qua não thứ tư nằm ở vị trí bình thường. À, và nó có cái động ống tủy, có động ống tủy. Trường hợp này cũng là một cái chia đi, cái chia đi kèm theo động ống tủy, nó chèn ép, nó tắc nghẽn cái sự lưu thông của dịch não tủy trong đầu ống sống, nên nó sẽ đi một cái hyponatremia đi. Trường hợp này, cái hồi nãy tôi đã nói cái gì đâu, đứa nhỏ này nó chụp cái tủy vì cái rối loạn cảm giác của tứ chi, và khi thấy như thế này người ta kéo cao lên thì rõ ràng đây là một cái kia đi một, và kia đi một này sẽ phát hiện ở những trẻ lớn chứ không phát hiện cho nhỏ. Và tương tự đó là rộng tủy của cái kia đi một. Cái gì đấy nha, có những cái trường hợp cái hàm nhân tiểu đạo nó hơi nằm thấp xuống, nhưng mà nếu nó nằm thấp trong cái hàm bình thường thì nó không quá 3, không quá 5 ly. Thật sự nó, người ta nói là ở người lớn thì 5 ly, ở trẻ em dưới 5 tuổi cho phép 7 ly. Nhưng mà cái chiều dài đó là một tiêu chuẩn. Và cái tiêu chuẩn thứ hai là cái hình thái của cái hạt nhân tiểu não. Cái hình thái bình thường hạt nhân tiểu não nó sẽ tròn, còn trong trường kia đi là hạt nhân tiểu não nó sẽ nhọn. Nó sẽ nhọn như vậy. Còn kia đi 2, các anh chị nghe nói cái từ là acnon kia đi. Acnon kia đi, một số người lầm lẫn acnon kia đi là kia đi. Không phải, acnon kia đi là kia đi 2. Bất thường bẩm sinh dạng kia đi 2 thì cái tên riêng của nó là acnon kia đi. Chứ ạ, chứ kia đi 1 không gọi là acnon kia đi 1. Kia đi 1 là kia đi 1, còn acnon kia đi là kia đi 2. Thì trong trường hợp này, cái mức độ của nó sẽ nặng hơn kia đi 1. Cái mức độ của nó sẽ nặng hơn kia đi 1 là nó có phát triển hành linh nhân tiểu não. Cái não thứ tư nó sẽ nằm bị ép xẹp và nó nằm thấp xuống dưới, và đôi khi một phần não thứ tư nó còn chui xuống dưới qua khỏi lỗ chậm luôn. Cái thứ ba là phát triển hành tủy. Cái hành cái tủy bình thường nó đi từ hành tủy chui xuống qua lỗ chậm xuống cột sống. Còn trong trận và cái quay lại cái này đây ha, đây là cái hành tủy đi xuống, đây là hành tủy đi xuống, thì ngay cái vị trí này nè, nó có những cái dây chằng, nó có những cái dây chằng để nó cố định cái vị trí hành tủy này. Là trong trường kia cố định cái vị trí hành tủy là khi trong trường mà kia đi hai là cái hành tủy nè nó chui xuống dưới, nhưng vì cái dây chằng này nó cố định cái vị trí này là do đó cái khúc này nè nó chui xuống dưới, sau đó nó quặp ngược lên. Cái khúc này nó chui xuống, nó quặp ngược lên, nó đi xuống, là tại vì cái vị trí này nó cố định nên không thể nguyên cái khối này thì đẩy xuống được, thì lúc đó nó tạo ra hình ảnh là kim kim của hành tủy, hành tủy gập khúc. Đó là trong cái kia đi hai nó có cái đó. Đó, và cái lều tiểu não nó sẽ phồng lên, và trong trường kia đi hai này thì nó sẽ kèm theo một cái góc điều tủy hành tủy, nó sẽ kèm theo cái góc điều tủy hành tủy, và trong đó tất cả kia đi hai chúng ta sẽ chẩn đoán là chẩn đoán ở đa phần chẩn đoán ở trẻ sơ sinh, và chẩn đoán trong bối cảnh nào, chẩn đoán trong bối cảnh là một đứa nhỏ nó sinh ra nó có một cái khối phát biệt tủy hoặc phát biệt tủy màng tủy, và cái dạng phát biệt tủy hoặc phát biệt tủy màng tủy là cái dạng mà không có da bao phủ chứ không phải là cái dạng có da bao phủ. Đó là đối với cái kia đi hai, và cái phối hợp của nó có thể kết hợp với những phối hợp khác, ví dụ bất sản dây chai não ống tủy, rồi không có phát trong suốt, rồi hoặc là bất thường của cái cấu trúc bộ não, loạn xạ bộ não, thì trong kia ra phối hợp như thế này. Ví dụ trường hợp này, đây là một đứa nhỏ não ống tủy nó đã đạt
đặt sân chấn thương rồi. Đây cái sân chấn thương. Và chụp cái CT lên, chúng ta thấy cái gì? Đây là cái giới hạn của lỗ chậm. Đây là cái dốc yên. Ha. Đây là cái xương chậm. Thì đây là cái giới hạn. Thì hành nhân thì đã chui xuống dưới và nó nhọc. Là một. Cái thứ hai, và các chị đấy ngay cái vị trí lỗ chậm này, mình thấy cái gì? Mình thấy là không? Bình thường ngay cái vị trí này mình chỉ thấy được cái hàm thủy là cái này và xung quanh của nó phải là gì, là tuyến đen. Còn ngay trên cái lát cắt axial mà mình thấy cái vị trí lỗ chậm nó đặt như vậy thì bắt buộc phải nghĩ tới là có các vực hạt nhân tiểu não và mình phải coi trên cái xa ta để tìm. Ngoài cái các vực hạt nhân tiểu não, chúng ta thấy được cái gì? Cái đặc tính nó bị dẹp, nó bị sẹp, nó không còn hình dạng của cái hình tam giác nữa, nó không có lòng nữa. Và khi mình kẻ một cái đường từ giường sau của khối yên qua cuộn chậm chậm thì rõ ràng cái đặc tính nằm chút phía dưới này. Thì đây là điển hình của một cái trường hợp là tăng biến hút cơ. À, xin lỗi, là của cái kia đi tiếp 2 nó có kèm theo não thủy và đã được đặt sinh vi bin. Đây là sinh vi bin cho xem não thủy, rõ ràng não thủy ha. Thành nhân giữa não các chị thấy đây là cái bờ dưới của xương chậm, đây là clitoris kéo ngang qua, thì đây là thành nhân giữa não. Cái đặc tư nó sao, nó sẽ lép rồi và nằm rất là thấp. Và các chị thấy cái hình gì? Thấy cái chỗ này không? Cái này xuống cái này nó vòng lên đi xuống này. Cái chỗ này nghĩa là từ đây xuống nó vòng lên xong đi xuống. Thì đây chính là cái thoát vị hành tủy, cái dạng kim kim của hành tủy. Đây là điển hình của một đứa nhỏ nó bị cái bất thường bẩm sinh Chiari tiếp 2. Cái này nó thoát vị phía dưới và trên này nó có cái kia đi tiếp hai này. Tại vì trong trường hợp này nếu mà người ta khảo sát cái này không thôi, người ta không khảo sát cái này, người ta không quan tâm tới cái này, cái túi thoát vị này chính là một cái đường thoát của áp lực trong não và trong ống sống. Cái túi thoát này từng ra thì áp lực trong này sẽ bình thường. Khi người ta khâu cái túi thoát vị này lại, vài ngày sau, một tuần sau, áp lực trong hệ thống não thất nó sẽ tăng, tại vì nó không còn cái đường thoát nào để làm giảm áp lực nữa. Thì một tuần sau nó sẽ xuất hiện một cái não bên trên. Do đó nếu mà một cái thoát vị tủy màng tủy hoặc thoát vị tủy mà có cái kia riêng không phát hiện và đi khâu nó lại thì sau đó nó sẽ xuất hiện một cái não tủy. Và người ta luôn luôn khảo sát bên trên xem có kia riêng không. Nếu có kia riêng thì người ta vẫn phải khâu chứ. Người ta vẫn phải khâu, nhưng mà sau đó người ta phải theo dõi 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày sau để người ta đặt một cái sân BP từ trên xuống dưới để giải quyết sớm cho nó. Tại vì một cái não ống thủy xảy ra cấp ở một đứa nhỏ sơ sinh thì nó để hậu quả là rất là nhiều. Tại vì não ống thủy nó tăng áp lực như vậy thì sẽ làm hoại tử cái chất trắng quanh não thất và nó để lại một cái di chứng nặng nề. Còn cái Chiari 3 thì hiếm. Cái Chiari 3 tất nhiên là cái hình ảnh của nó mình đang mô tả là nó giống như Chiari 2 kèm theo một cái túi thoát vị ở vùng chậm. Và một cái túi thoát vị não mà não vùng chậm như vậy ở băng vùng bản lề chậm cổ như vậy thì đẻ ra người ta đã thấy là người ta đã giải quyết rồi. Cho đó trong trường hợp này người ta không có đặt cái vấn đề là cái chẩn đoán nặng nữa. Và những cái trường hợp này là chẩn đoán trong giai đoạn bào thai là người ta chấm dứt thời kỳ của cái Chiari 3. Còn cái bất thường nữa của cái tiểu não có thể là một cái tiểu sản, một cái teo tiểu não. Một cái tiểu sản tiểu não và một cái teo tiểu não nó khác nhau như thế nào? Một cái teo tiểu não, mình nói một cái atrophy, một cái teo tiểu não là một cái tổn thương mắc phải sau khi một cái viêm tiểu não chẳng hạn, hoặc sau một cái nhồi máu tiểu não chẳng hạn. Thì trong trường nó teo tiểu não như vậy thì cái tiểu não và cái vẹt bít nó có đầy đủ nhưng mà thể tích nó teo nhỏ lại, do đó chúng ta thấy đủ các tùy của nó. Nó sẽ giãn rộng, nó sẽ giãn rộng các rãnh vỏ tiểu não, sẽ giãn rộng các cái rãnh vỏ của cái tùy nhỏ, nhưng mà chúng ta vẫn thấy đủ các tùy thì trong trường hợp đó là teo. Còn trong trường hợp thiểu sản thì nó là một cái bất thường bẩm sinh, thì trong trường hợp này cái hố sâu của nó sẽ nhỏ, cái hố sâu nó sẽ nhỏ và cái thể tích của tiểu não nó sẽ nhỏ, cái tiểu não nó sẽ nhỏ.
nhưng nó không có giảm các cái tầng mỏ tiểu não, là một cái tiểu sản của tiểu não, hố sâu nhỏ, thể tích nhỏ nhưng mà nó không giảm các tầng mỏ tiểu não. Đó là cái cơ bản cái công việc của cái tiểu sản tiểu não vào một cái teo tiểu não. Teo tiểu não thì hố sâu bình thường là tại vì cái teo tiểu não đó là một cái hậu quả của một cái thứ phát, và nó thứ phát nó teo lại thì các rãnh vỏ não nó bị rộng ra. Còn cái tiểu sản là cái hố sâu nhỏ và cái tiểu não sinh ra trong bào thai nó đã phát triển nhỏ như vậy rồi, do đó các rãnh vỏ tiểu não nó sẽ không bị teo, nó không bị giãn rộng ra. Ví dụ trường hợp này các chị thấy đây, cái rãnh vỏ tiểu não nó giãn rộng ra ha. Đây là cái thùy dọc. Các chị thấy cái các rãnh đây, cái rãnh nguyên phát của nó, đây là cái thùy nguyên phát, và cái này phía dưới là thùy nguyên phát, đây cũng là đúng qua từ bên phải qua ha. Đây là những cái rãnh vỏ tiểu não giãn rộng, thì trong trường này nó là một cái teo tiểu não. Teo tiểu não này là một cái di chứng chứ không phải là một cái bẩm sinh. Thì đối với cái bất thường bẩm sinh của hố sau thì tôi trình bày các chị ở đây. Do đó đối với bất thường bẩm sinh hố sau, cái khi mà đọc hố sau đầu luôn luôn đầu tiên là coi là nó có cái cảm biết có cái thùy nhập hay không có thùy nhập. Không có thùy nhập thì nó sẽ nằm trong cái ba cái này là cái này, và có thùy nhập thì nó sẽ nằm trong cái nhóm này. Đó là bất thường bẩm sinh của cái hố sau. Các anh chị có hỏi gì cái phút này không? Mình đo và mình lấy cái giới hạn của lỗ chẩm. Giới hạn lỗ chẩm là bờ dưới của giáp yên phía trước và bờ dưới của xương chẩm phía sau. Mình kéo cái đường ngang ra. Mình kéo cái đường ngang và từ cái điểm thấp nhất của cái hạt nhân tiểu não, mình đi ngược lên vuông góc cái đường ngang đó, thì cái khoảng cách đó chính là cái khoảng cách nó nằm dưới. Ví dụ như trong trường này. Đây, đó. Đây là cái hành tinh tiểu não nó chui xuống, thì đây là cái dốc yên của cái penis, đây là cái xương chẩm, thì mình lấy một cái đường ngang từ cái bờ dốc yên tới bờ dưới của xương chẩm, thì đây là cái giới hạn dưới của cái hộp sọ, và từ cái điểm thấp nhất của cái hành tinh tiểu não mình kẻ vuông góc với cái đường ngang này, thì đó chính là cái mức độ khác biệt của hành tinh. Và khi nó thoát vị mà nếu mà nó thoát vị bệnh lý trong những cái trường hợp mà tăng áp lực nội sọ, trong những trường hợp tăng áp lực nội sọ mà nó viêm thoát vị hạt nhân tiểu não qua lỗ chẩm, thì lúc đó hạt nhân tiểu não nó nằm thấp xuống dưới nhưng mà hình dạng nó vẫn là hình tròn, tại bản chất cái cấu trúc bình thường nó là hơi tròn. Còn nếu mà nó thoát vị xuống dưới mà nó nhọn thì lúc đó nó là cái bất thường Chiari, và trong cái bất thường Chiari thì hạt nhân tiểu não sẽ chui xuống dưới và nó biến dạng nhọn. Và cái từ cái bờ cái giường sau của yên kéo qua cụ chẩm trong, thì đây là cụ chẩm trong, đây là chính cái hồ lưu dưỡng phim của cái xoang thực mạch dọc trên, xoang thực mạch thẳng dọc dưới xoang thực mạch thẳng, và hai bên là xoang ngang, thì nó hồ lưu là nó hồ lưu các xoang thực mạch, thì bình thường nó nằm ở vị trí này, nằm ngay vị trí của cái cụ chẩm trong. Mình kéo cái đường từ cái giường sáu yên qua cụ chẩm trong, thì cái đường này nó cắt ngang qua cái đặc tư. Nếu đặc tư nằm phía dưới cái đường này thì đó là nó nằm trong cái kia đi ha.
Các chị có hỏi gì không? Dạ, em hỏi cái giới hạn của sít đạn phát ra. Cái sít đạn phát ra là ở phía sau này. Thì đối với cái sít đạn phát ra nó không có giới hạn. Nó không có giới hạn, vấn đề là khi mà nó có thì ứng trán chỗ hay là không. Nếu mà một cái sít đạn phát ra, một cái nó gọi là Bronx sít đạn phát ra thì là một cái dạng lớn của cái bể dịch phát ra, nhưng mà nó không có hiệu chó chỗ. Còn nếu mà nó có cái hiệu chó chỗ thì lúc đó nó làm cái nào vậy? Có hiệu chó chỗ nghĩa là sao? Nghĩa là nó sẽ chè ép tiểu não, có thể chè ép vào tiểu não và nó gây một cái não ung thư chẳng hạn, làm biến dạng của tiểu não, nó chè ép vào cái cảm huyết. Còn trong trường mà cái Bronx sít đạn phát ra thông thường là nó sẽ một bên, nó sẽ ôm dọc theo. Chúng ta nghỉ đây thì ngày mai tôi sẽ trình bày tiếp.